Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CNTT Shop, kênh chuyên review về sản phẩm update công nghệ mới cũng như đưa những khuyến nghị chúng ta có được một hệ thống ngày càng tốt hơn và có hiệu quả hơn. Thì tiếp nối với series về những cái sản phẩm của Cambium thì ngày hôm nay mình sẽ review về một dòng sản phẩm rất là đặc biệt. Thì là cái dòng EPMP Ford 180 trong cái dạng là Brick in a Box Plug and Play. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà để chúng ta có thể là nối cái hệ thống mạng chúng ta ra xa hơn. Ví dụ như là từ nhà chính chúng ta có thể là đưa một cái đường kết nối đến một cái bãi đổ xe bên ngoài, hoặc là thậm chí là những cái trường hợp như là chúng ta có một cái camera nhưng không đi dây được, thì đây là cái câu trả lời. Đây là một cái sản phẩm mà tuyệt vời cho những cái ứng dụng như vậy. Rồi, thì sẽ không tốn thời gian của mọi người nữa, mình sẽ review vào cái dòng sản phẩm luôn ha. Thì đây là vỏ ngoài của thiết bị này. Thì đây là cái dòng Brick in a Box, thì chúng ta sẽ có hai thiết bị, bao gồm hai thiết bị Ford 180 của Cambium, và hai thiết bị này sẽ là một thiết bị phát và một thiết bị thu để mà có được kết nối tại cái địa điểm mà chúng ta mong muốn. Rồi mình sẽ bắt đầu mở hộp luôn ha. Rồi, đây nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là bên trong thiết bị thì chúng ta sẽ có gì ha. Chúng ta sẽ có một cái phần hướng dẫn Quick Start Guide của Cambium. Chúng ta sẽ có thiết bị. Và như mọi người thấy ha, thiết bị của chúng ta được packing rất là kỹ càng, có những cái phần để bảo vệ thiết bị không có bị hư hại trong quá trình vận chuyển trên dung của thiết bị Box 180 EPMP. Ok. Và trong cái bộ này thì chúng ta có một cái phần, chúng ta có một cái bộ gá lắp đặt để chúng ta có thể lắp vào trụ. Chúng ta cũng được kèm theo một cái nguồn PoE cộng luôn dây nguồn. Và chúng ta cũng có luôn một cái phần cáp nhảy cũng dây để cố định thiết bị. Rất là đầy đủ ha. Thì do là cái dòng này là cái dòng Brick in a Box thì dạng plug and play, là tất cả mọi thứ, mọi cái để mà chúng ta lắp đặt cũng như triển khai đều có sẵn trong cái bộ thiết bị này rồi. Cả hai thiết bị đều sẽ có như thế này. Ok. Rồi. Thì hiện tại chúng ta đang có trên đây là hai thiết bị để chúng ta sử dụng trong cái quá trình truyền dẫn của mình. Thì chúng mọi người thì mình sẽ giải thích một cái cách mà cái mình sẽ giải thích về cái nguyên tắc nó vận hành ha. Thì ví dụ như là ở tại chúng ta có hai điểm, cái điểm tại nhà trung tâm ở đây. Chúng ta có hệ thống mạng ở đây, chúng ta có internet, tất cả mọi thứ ở đây. Và cái câu chuyện chúng ta là chúng ta cần phải nối cái hệ thống này ra xa hơn, mà cái khoảng cách nó lại xa, nó khó đi dây, khó thi công, vân vân và vân vân. Và cũng như chúng ta không thể là thi công được, thì chúng ta sẽ từ cái điểm này chúng ta phát sang cái điểm bên đây, thiết bị bên đây, và thiết bị bên đây sẽ nhận, và nó sẽ có một cái đường, và từ thiết bị nhận này chúng ta sẽ nối là một cái hệ thống LAN của bên cái bên điểm B bên đây, hoặc là chúng ta có thể nối vào một cái camera, một thiết bị wifi, một công suất, vân vân, tùy thuộc vào cái mong muốn chúng ta. Rồi, thì về một số cái điểm nhấn của thiết bị này á, thì chuẩn hoạt động của thiết bị này là tại băng tần 5 GHz ở chuẩn N 802.11N, và khả năng truyền tải băng thông lên đến mức là 200 Mbps. Chuẩn chống chịu là IP55. Thì với chuẩn này chúng ta hoàn toàn có thể là đưa thiết bị nằm ở ngoài trời. Để chẳng hạn như chúng ta có một cái dạng khách hàng công nghiệp hoặc là một cái resort muốn triển khai thêm một camera trong khu vực outdoor. Đây là một cái sản phẩm mà cực kỳ thích hợp cho những ứng dụng như vậy. Chi phí phải chăng, dễ dàng, tiện dụng. Và đối với cái tiêu chí của cái dòng Brick in a Box này là plug and play, thì gần như chúng ta chỉ cần lắp đặt thiết bị là ok rồi. Nhưng mà không cần cấu hình khó khăn nữa. Và ngoài cái này ra thì về cái phần mà QoS thì thiết bị này hỗ trợ chúng ta QoS đến mức là 3 lớp. Và cái khả năng mà phát xa của thiết bị này lên đến mức là 3 km, tối đa là 3 km để chúng ta có thể là sử dụng thiết bị này. Thì nói về tính ứng dụng thì chúng ta làm được rất nhiều tính ứng dụng. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta có muốn triển khai thêm một cái camera cho một khu công nghiệp tại một khu vực mà khó lắp đặt. Hoặc là có những trường hợp chẳng hạn như một khu resort là có một cái chuỗi bungalow chúng ta muốn mở rộng ra thêm, mà hiện tại là cái hiện trạng đi dây quá khó khăn, cũng như là đi thi công dây ngầm thì cũng quá khó khăn trong thời điểm hiện tại, thì đây là dòng sản phẩm cực kỳ phù hợp chúng ta. Và ngoài ra thì cái thiết bị này á,
Đây là dòng thiết bị mà nhỏ nhất, thì chúng ta có thể nâng cấp lên những dòng thiết bị cao hơn với khả năng băng thông lên đến mức là 600 Mbps và khoảng cách lên mức là 8 km. Và từ thiết bị này chúng ta có thể là đưa đến những cái dạng mà điểm bắn ra điểm luôn, thì là tại một cái tòa nhà trung tâm chúng ta có thể bắn ra đến mức là 20 điểm, 40 điểm, 60 điểm, để chúng ta có một cái hệ thống mà wireless phủ cực dày cho chúng ta, và chúng ta không cần phải tốn thời gian thi công và dây cáp, cũng không cần phải là đi mạng nó phức tạp. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể chạy trên cái nền wireless này. Và điều tuyệt vời ở đây á, là chúng ta có thể quản trị cái hệ thống này, những thiết bị này trên cái giao diện CMASO Cambium luôn. Chúng ta quản trị được những cái này trên giao diện này luôn. Thì bây giờ là cái phần mà chúng ta quản trị hệ thống thông thường chúng ta là bao gồm là phần wifi và switching các kiểu đó, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có khả năng quản trị luôn cả cái vấn đề đường truyền và vấn đề truyền dẫn của cái hệ thống mạng chúng ta. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không có cầm điện thoại lên và gọi ngay cho đội ngũ của CNT Shop để nhận những cái chia sẻ và cũng như là những cái tư vấn để chúng ta có ngay được những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này.